kẹt xe là một món ăn tinh thần, một món đặc sản của người dân Việt Nam ở tất cả các thành phố lớn, các tỉnh thành lớn, thậm chí các tỉnh thành nhỏ đều có kẹt xe. Khi nhắc đến Việt Nam, chúng ta luôn luôn nghĩ tới chuyện kẹt xe. Kẹt xe có thể làm cho con người ta trở nên rảnh rỗi hơn, đau khổ hơn, buồn bực hơn và thậm chí là khùng điên hơn. Cho nên người Việt Nam lúc nào cũng cáu giận, tức tối, ở không, xàm và hay mắc toilet trên xe, dẫn đến tình trạng tiểu tiện bừa bãi trên đường. Đó, hết. Kẹt xe thường người ta làm những gì? Người ta nói những người thường dậy sớm và biết tận dụng thời gian sẽ trở thành tỷ phú. Vậy trên thế giới này có bao nhiêu người thường hay dậy sớm? Trên thế giới này có rất là nhiều người dậy sớm, cả triệu người, cả tỷ người. Vậy trên thế giới này có bao nhiêu người trở thành tỷ phú? Coi như em chưa nói gì hết nha. Bye bye, kẹt xe tiếp đi. Xin chào. Bây giờ là lúc mình nói chuyện nghiêm túc, không đùa giỡn nữa nè mọi người. Nói chuyện nghiêm túc thì cơ mặt không có được biến dạng, không có được đùa cợt. Bây giờ mình đang trên đường đi quay ở quận 9, xa lắm. Đoàn phim hẹn 8 giờ có mặt, mà bây giờ gần 10 giờ rồi, mình vẫn chưa tới được. Mà đoàn phim không bao giờ chấp nhận và tin diễn viên bị trễ là do kẹt xe. Họ cứ nghĩ là diễn viên viện lý do, nói xạo, cố tình đi trễ. Nhưng mà họ nói như vậy cũng đúng thôi, bởi vì có rất là nhiều diễn viên cứ đi trễ là nói kẹt xe, chứ không dám nhận mình là người đi trễ. Câu chuyện nghiêm túc của tôi đây là hết rồi. Hy vọng đoàn phim tin tôi là tôi nói thiệt, chứ tôi không có giống những người kia. Vậy nha. Hết nghiêm túc. Dằn mắt kiến luôn. Ơn trời tới được đoàn phim rồi. Anh chờ anh Khánh tới rồi. Ơn trời đoàn được quay rồi. Sửa lại đây. Ơn trời rồi. Anh Quý Khánh tới rồi. Ơn trời chú Sàm tới rồi. Ơn trời anh ấy tới rồi. Ơn trời anh tới rồi. Ủa tới rồi đó hả? Kẹt xe lắm phải không? Đây là bối cảnh chính của bộ phim Luật Trời. Rất là đẹp. Đó, có hồ sen trước nhà, nhìn rất là hay, rất là lãng mạn. Đường dẫn vô nhà rất đẹp, rất hay. Đây là chiếc xe đạp cổ điển thắng đũa đó, chiếc xe mà nãy giờ mình chạy cho mọi người coi đó. Nó không có thắng nha, mất một cục gom rồi. Ai mà chạy xe hồi xưa mà có thắng cục gom là nhớ không? Mỗi lần mà lỏng lỏng cái xuống xiết. Đây là cái sườn, đây là cái bàn đạp đó. Cái dáng rất đẹp, nhìn rất là ngầu. Cái yên này là không biết không phải là yên cũ của nó luôn hay không. Xe hồi xưa đó nó không có thắng. Cảm ơn các bạn nãy giờ đã xem cái clip xàm này. Mặc dù nó không có cái gì hết, nó chỉ có cái bộ đồ cũ, chiếc xe đạp cổ và căn nhà cổ. Nếu mà có hứng thú thì nhấn cái chuông bên dưới
tức là đăng ký đó là mình có thêm một người bạn đó. Cảm ơn các bạn đã theo dõi nãy giờ. Còn bây giờ thì mình chuẩn bị đua xe bốc đầu. Nhớ hồi xưa lúc mà học phổ thông đó, không có gì ngoài chiếc xe đạp đó, đạp bốc đầu đó. Đó, hồi xưa mình đâu bốc đầu được, bây giờ mình bốc đầu được, mọi người thấy không? Em lùi ra cho mọi người thấy anh bốc đầu đi. Lùi nữa, em lùi nữa. Đó, chưa mình đạp ghê không? Bốc đầu luôn thấy không? Xong trả xe thiết kế chứ nó biết chữa chết. Ý mà thằng đang quay là thằng thiết kế đó. Yeah.